hôm qua đấy, thật sự thì mình nói là mình là loli. Thật sự khi mọi người nhìn mình như thế này thì mọi người thấy mình kiểu lúc lắc kiểu lùng lẳng, nhưng mà thật sự thì mình là loli nha mọi người, tại vì cơ thể của Trà chứa tới 80% là nước, cho nên là nó lúc nào cũng kiểu lẹo bẹo thế này nè. Nhưng mà ra cho nên là cơ thể của Trà chứa tới 80% là nước. Thật sự cho nên là đôi mắt của Trà nó có màu xanh nè, đôi mắt của Trà có màu xanh của nước nè, và thật sự thì ngực của mình thật sự là loli nha mọi người, nhưng mà 80% cơ thể là nước, cho nên là lúc nào nó cũng kiểu long bóng như thế này nè, hiểu không? Không, boing boing chính áo không phải đâu mọi người, cái này không phải boing boing, cái này là nước đó, nước nó kiểu lúc lắc lúc lắc. Cái này là nước nha mọi người, nước là nước, ok.